anh ở đâu cô xã kia từ hỏi lại thì như về biết đến nhà có gì ăn không? Đó. Anh tên là gì? Anh ở đâu? Tên Tâm ở ủy ban đường Bình Mừng địa phương. Anh tên Tâm ở ủy ban nhân dân địa phương. Ông chưa 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 ủy ban ở đây đang đây 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 cuộc đời của anh ấy biết được Chúa yêu thương anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Anh có bỏ Chúa vậy rồi? Dạ, bọn em chưa. Dạ, chưa. Đời của con có đi lễ đều không? Dạ, có. À, có sư cũng bỏ. Có, mà có khi cũng bỏ. Rồi anh có cầu về yêu Chúa mỗi ngày? Dạ. Có khi có hay không nhỉ? Có khi có hay không? Và anh có trước mặt mọi người anh dám can đảm nhận là anh đã là con người tội lỗi phạm nhiều tội trước mặt Chúa và đứng nhận điều đó? Dạ có. Rồi anh có cảm nhận được rằng dù anh tội lỗi thì là Chúa vẫn yêu thương anh không? Dạ có. Rồi anh đến đây làm gì? Thánh lễ cho việc tin mừng này cảm nhận được cái điều gì chia sẻ cho mọi người? Đến đây thấy sao? Thấy sao? Thấy sao rồi thấy sao? Dạ, cha thấy nhỏ nhưng mà đã má. Wow, thấy chưa? Nhỏ mà má. Em có cái máy năm cho mày là đồng lương xót chưa? Không có cái gì á. Có cái gì thôi, chưa có máy thôi. Anh có nghe, anh có nghe, nghe như vậy là nghe với được chứng rồi cảm thấy sao? Rồi, và con